Sự việc thì hy hữu đã xảy ra ở trên địa bàn tỉnh Hải Dương, đó là công ty xử lý rác lại từ chối tiếp nhận rác thải từ công ty môi trường đô thị và rác thải bốc mùi khắp thành phố. Mâu thuẫn giữa hai đơn vị xử lý rác thải chưa thể giải quyết, mặc dù đã có ý kiến của chính quyền địa phương. Phóng viên của VTC14 đã đi thực tế để tìm hiểu tại sao lại có chuyện lạ như thế này. Đây là toàn bộ số rác thải từ một chuyến xe thu gom của công ty môi trường đô thị Hải Dương vận chuyển vào trong khu vực xử lý rác thải của công ty APT Seraphim, đơn vị xử lý rác thải sinh hoạt duy nhất trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện nay. Theo lãnh đạo của APT Seraphim, số rác thải này được vận chuyển vào trong nhà máy từ chiều ngày 21 tháng 10 vừa qua. Cho rằng đây không phải là rác thải sinh hoạt mà là rác thải công nghiệp, công ty APT từ chối tiếp nhận xe rác này. Đồng thời trong ngày 21 đến chiều tối ngày 22 tháng 10, công ty cũng từ chối toàn bộ xe vận chuyển rác thải của thành phố Hải Dương từ công ty môi trường đô thị Hải Dương. Nhìn là phát hiện ra ngay, không có vấn đề phải lăn tăn đấy cả. Anh có bằng chứng ở đây không ạ? Ô, cũng nhiều bằng chứng. Tốt ạ. Ừ. Và một bằng chứng rất quan trọng này là đêm ngày 22 tháng 10, 24 giờ đêm anh phải xuống đây để xác nhận cùng với cả giám đốc bên kia. Hậu quả, trong 2 ngày 21 và 22 tháng 10, hầu như toàn bộ rác thải không được xử lý, tồn đọng trong thành phố Hải Dương. Công ty APT cho biết, đầu năm 2014, đơn vị này ký hợp đồng xử lý rác thải sinh hoạt với công ty môi trường với đơn giá xử lý là 244.000 đồng một tấn. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, công ty môi trường lại đi thu gom, ký hợp đồng dịch vụ với các công ty, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn và đưa về nhà máy đánh đồng là rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên, khi đưa những hình ảnh ghi nhận được tại khu xử lý rác thải của công ty APT Seraphim đến công ty môi trường Hải Dương, chúng tôi lại nhận được những câu trả lời bất ngờ. Nhét đây là mùn cưa phoi bào với lại tất cả những cái đấy xuống nhá, thì nó đốt thì còn dễ hơn. Chứ nếu nó sắp sinh cái này từ trong khu công nghiệp, từ những đơn vị nào sản xuất gỗ lạc hay gỗ đấy, thì đấy được coi là công nghiệp. Nhưng đây nó không phải là từ cái nơi đấy, mà là từ gia đình tháo dỡ, giả dụ nhà cấp 4, bây giờ người ta muốn nâng cấp, tháo dỡ nhà người ta mang đi. Và bản thân người ta đã mang đến điểm tập kết rác người ta đổ nhá, thì bắt buộc là bọn mình phải có trách nhiệm dọn đi. Để chứng minh cho nhận định của mình, lãnh đạo công ty môi trường đô thị Hải Dương tiếp tục dẫn phóng viên mục sở thị bãi rác thải do công ty này thu gom. Số rác mùn gỗ tồn đọng này được lãnh đạo doanh nghiệp khẳng định chính là số rác tồn đọng lại sau khi vận chuyển đến công ty APT và bị đơn vị này từ chối xử lý. Trước hết chúng tôi khẳng định rằng chúng tôi không bao giờ vận chuyển rác công nghiệp xuống nhà máy APT để xử lý. Còn đâu APT khẳng định chúng tôi đấy, các bạn ra đây biết toàn bộ cái điểm bãi này là của rác của khu dân cư thuộc phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Thì trong quá trình rác sinh hoạt thì cái tổng vệ sinh của thành phố thì không tránh được những cái dụng cụ và thiết bị đây, như các bạn biết đây thì là đều của dân đổ ra hết. Mà chúng tôi đã phải là xác nhận là phường này, tất cả lượng rác này là do khu dân cư của phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương này đổ ra đây. Theo Sở Tài nguyên Môi trường Hải Dương, trước mắt vấn đề từ chối tiếp nhận rác thải đã được dàn xếp. Tuy nhiên, về lâu về dài, nếu không giải quyết được trong thời gian tới, rất có thể Hải Dương sẽ ngập chìm trong rác. Cho đến thời điểm này, sự việc đã tạm thời được giải quyết. Tuy nhiên, tranh cãi giữa hai doanh nghiệp vẫn sẽ tiếp tục diễn ra vì những mâu thuẫn không chỉ liên quan đến việc xử lý, phân loại các chủng loại rác thải, mà còn là đơn giá xử lý rác thải tại địa phương này. Và chi tiết vấn đề này sẽ được chúng tôi tiếp tục trong bản tin Nhật ký cuộc sống vào tối ngày mai. Mời quý vị và các bạn chú ý đón xem.